Vâng, em chiến chào tất cả toàn thể tất cả các bác nha. Thì nay là ngày cuối tuần thì em về được một con QRX 5500 nha. Ngày hôm qua về một con thì em đã bán rồi nha. Thì anh em về tiếp một con. Và phía sau các bác đang thấy đó là con 7500, giá là 22.500.000. Toàn là hàng đẹp gửi đến các bác hết nha. Con này 5500, giá là 20.500.000. Là bao gồm phí ship nha các bác. Những con này thì là những dòng âm ly có size lớn nhất của hãng Sansui và nghi hay và trưng bày thì nó là tuyệt vời. Các bác ngắm không cũng đủ đã rồi. Nó trang bị là 4 đồng hồ vu. Đấy. Và có một hòa hình rất là đẹp nha các bác. Và nó là tuyệt vời của hãng Sansui. Hay là phía trên nắp bo, nó là thùng gỗ bo gỗ lạng nha các bác, bo gỗ nha, rất là đẹp nha các bác. Đây. Máy em tuyển về đẹp để phục vụ các bác. Những con này thì rất là hot, cũng như là rất là chất âm thì tuyệt vời, chơi được rất là nhiều loa, chạy 8 sò sách và trưng bày đẹp. Đó là cái ưu điểm cực kỳ tuyệt vời của những dòng QRX. Thì em vẫn đặt hàng những dòng này về, có hàng thì em vẫn nhập về để phục vụ các bác nha. Con này vừa về sáng này, tối nay em lên sóng và quay cho các bác cùng xem. Đây là cảnh phải của con Amly. Đây là cạnh trái của con Amly. Đây là phía trên nóc. Đây, mời các bác cùng xem núm nút nha. Phải gọi là đẹp keng luôn nha các bác. Bác nào mình chốt và muốn sưu tầm em QRX 5500 này thì alo cho em nha. Giá là 20.500.000, đã bao gồm phí ship. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên nha, còn 2-3 triệu gì đấy thì còn số tiền còn lại thì em gửi hàng đến nơi và các bác nhận hàng và thanh toán. Còn bác nào mình chuyển khoản đủ thì em bớt là 200.000, là còn 20.300.000 nha. Tại vì chuyển khoản đủ là thứ nhất là em có tiền tiếp tục em mua hàng, và ship code thì cứ bên bưu điện á là họ sẽ thu phí nha các bác, có nghĩa là mình thu COD thu hộ 10 triệu là phí 100.000. Nên con này là 20.500.000. Là nếu thu 20 triệu thì là phí 200.000 rồi đấy các bác. Nên là các bác là chuyển khoản đủ thì em bớt là 200-300 tùy giá trị sản phẩm. Chạy 4 cầu điện nha. Nên các bác nào mình mua hàng á, mình muốn xài điện 220 thì báo cho em Chiến nha, em Chiến chuyển điện cho. Thì hiện tại nó điện Mỹ về điện 120. Các bác thấy trạm loa nó mới tinh này, 400 loa này. Rồi sau đây em mời các bác cùng em đi vào bên trong của con Amly để cân những dòng 5500 thì nó sexy vàng nha. Rất là bad mac. Đây các bác thấy không? Nhìn rất là thích mac luôn. Đập vào mac tất cả anh em nào mà để trong phòng khách đi vào dồn là thấy yêu liền. Vâng, sau đây mời các bác cùng ngắm con QRX 5500 về trong ngày hôm nay, giá là 20.500.000. Đặc trưng những dòng 5500 thì nó là sexy vàng, còn 5500A nét hơn một tí nhưng mà là sexy trắng nha. Đấy. Về cấu hình thì hai anh em này khá là giống nhau. Đấy. Bác nào mình sưu tầm và chốt con 5500 này thì alo cho em Chiến nha. Và sau đây em mời tất cả các bác cùng xem phía dưới. Phía dưới là cái phía quan trọng nhất của những dòng này. Nó đều tất cả cái quan trọng nó nằm phía dưới con máy nha. Còn phía trên nó sẽ phơi ra là 4 tụ lọc và một cái tăng phô. Vâng, và đây là phía dưới, phía quan trọng nhất của những dòng QRX. Đây các bác sẽ thấy 8 con sò sắt Hitachi, 4 cái cảm biến nhiệt nằm trên 4 con sò. Đây các bác thấy sexy, rất là đẹp. Đây là phần rề, phần công suất. Đây là cái phần bọc cái tăng phô. Hai con tụ phụ và hai con tụ chính nó nằm chỗ nào nha. Nó nằm phía trong này nha các bác. Mình không thấy được. Quá là mới nha. Thì bác nào mình lấy thì liên hệ cho em Chiến nha. Và các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nha. Và để luôn luôn được cập nhật mà những video que hàng về cũng như chi tiết những sản phẩm để các bác cùng có thể xem, giải trí và tham khảo. Nếu các bác mình yêu mến sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Chiến. Thứ nhất là các bác sở hữu được một sản phẩm đẹp, chất lượng, bên em Chiến tiện về. Và thứ hai là ủng hộ em. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, Amly Sansui khủng long bào chúa 7500 nha các bác. Thì rất là mới luôn nha. Bác nào mình có dẫn em hàng thì nghe hàng về rồi thì bác alo lại em nha. Để sở hữu em nó.
cũng hình thức và cấu hình y như con 5500 mà nó là phiên bản 7500, vẫn chạy 8 sò sát nha các bác. Đây các bác thấy cảm xem đồ đẹp của em nó từ những nấm đúc nha. Đặc trưng những dòng này thì trang bị là 4 đồng hồ vu và 4 cầu loa. Đây là chỉnh bass chép này các bác. Đấy. Máy rất đẹp luôn nha. Và đây là cái volume phụ, volume tổng, em lại sử dụng tới hai cái volume. Có âm thanh nổi low net. Đây là vô gỗ của em nó phía trên. Máy rất là xuất sắc. Vừa nghi vừa trưng bày thì những con âm ly khủng của Sansui này đảm nhiệm tốt hầu hết tất cả nhiệm vụ mà các bác đang cần. Nó là vừa nghi hay vừa bày đẹp. Giá là 22.500.000. Phía sau thì như những con âm ly 5.500 thì nó cũng y chang vậy thôi, cũng 4 cầu loa. Có thi thái cầu loa mới tinh. Và trang bị là 4 cầu điện nha. Mình có thể sử dụng được điện 220 bằng cách chuyển cầu điện. Hiện tại thì nó điện 110-120. Rồi em đi vào bên trong luôn. Thì hình thức thì quá ok rồi. Mặt tiền thì đẹp kem. Các bác nhớ bật chế độ Full HD nha, mình xem cho rõ nét. Rồi, em tháo máy và mời các bác cùng xem sexy của em nó cũng như là đồ đẹp của ruột gan. Vâng, và đây là bên trong con âm ly 7.500 nha bác, nó là sexy vàng nha. Những dòng 7.500 thì sexy vàng, còn 7.500 A thì nó là sexy trắng nha các bác. Như những con 5.500 thường thì là sexy vàng, còn 5.500A là sexy trắng nha. Cũng chạy 8 sò sắc nha các bác. Đấy. Sexy vàng rất là đẹp. Vâng, và đây là phần phía dưới của con 7.500. Thì 7.500 thì nó sẽ chạy là 8 con xanh ken nha các bác. Mã là 744. 8 con xanh ken. 7.500 thì rất là khỏe nha các bác. Tiếng hay. Sexy vàng. Đây các bác này cùng ngắm nha. Đây, bác nào chơi lo lớn thì các bác chơi em này. Giá là 22.500.000. Vừa nghi, vừa ngắm, vừa sưu tầm những con âm ly khủng của Sansui. Đây, các bác lấy thì cứ liên hệ cho em Chiến của hai số điện thoại trên nha. Máy rất là đẹp nha các bác. Tất cả những sản phẩm em bảo hành nguyên zin cho các bác và máy đẹp nha. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.